lột ba cái ủ xe này. Bà nội này, má này ngộ ghê trời. Hồi sáng giờ nằm nhà ngứa mỏi gần chết luôn. Mà má cứ nói chuyện là không ngủ là không đó. Má Út chị em què hỏi với bà. Ngủ gì biết giờ tự qua chứ trời ơi ngủ. Ôi má này hay ngộ ghê. Dù hôm bữa sao rồi? Hay sao rồi? Ê chị bữa đang nói em vậy? Trời ơi bà nội ơi, con nhỏ nó cặp với thằng kia luôn, má thấy ghê hồn không? Má này làm gì trời? Cặp em. Cái gì? Kem, sức kem. Mày đặt sức kem nó mắc mệt ghê thiệt. Có trắng chưa? Trắng. Ê tính giá trắng hơn bà luôn bà nội, ta trắng hơn bà biết nhiêu má. Ta đang sức khỏe. Bữa mày cũng hỏi sức kem. Ê mà không ngờ hen thư gì mà nó cặp với người ta ha. Trời ơi có chồng rồi mà gì đó má. Còn cặp với người ta. Đó vậy. Bà nội má ơi, ghê trời có cặp mà còn chồng với người ta. Ủa lộn, có chồng còn cặp với người ta. Trời ơi xe của người ta hỏi nó lấy ăn đi. Bà đâu có phải, nó nghe tin gì đâu phải đâu. Sao chứ sao? Con thư. Ờ. Nghe nói nó có bầu chiếc rồi. Trời ơi đất ơi có bầu kìa mấy bà nội. Ừ. Có bầu rồi mới cưới hả? Bầu rồi mới cưới má. Có ông nói lơ mơ là người ta bắt đền đó. Con không có má ơi, đền đó mà đền. Má đây vậy. Nè. Chính hai cái lỗ tai tôi thấy nè. Dạ. Cái lỗ mũi tôi nghe rõ ràng. Có gì đó sai sai đó. Ừ. À, có gì đó sai sai lỗ mũi sao nghe? Là lỗ mũi nghe mùi á. Lỗ mũi này chưa hửi thôi à. Ba, cái lỗ tai mới nghe luôn không? Tôi nhận thấy được cái gì qua cái vị giác luôn rồi, cái câu chuyện là cái vị giác luôn. Thấy chưa? Chấn động má. Nói nha. Bà nội ơi, cả xóm này mà không biết, mấy má không biết cái trời bên. Ê. Bên đang hội chung bên kìa, cả xóm ăn đồn kìa má. Ôi, tán tâm có nhiều chuyện luôn nha. Nhỏ này nó có chồng trước rồi mà nó cặp ta đó. Trời ơi, má ơi. Ai mà không biết cái chuyện đây không biết má. Vậy là không có nhiều chuyện hả? Vậy là không có nhiều chuyện. Bà nói đúng mà. Rồi. Tự nhiên tụ hợp mà cứ nói xấu người ta hoài mệt quá. Ai nói xấu gì đâu. Ai nói xấu gì đâu. Ủa. Nước gì vậy? Ăn sen sống nhỏ này xin biết mẹ ích kỷ nè. Đây đưa đâu qua đây. Ăn sen sống này đi ra bụng đó. Đâu ra bụng gì? Nội bữa nay đeo cái kiến đó trời. Anh trai lấy giùm đi nước mẹ đó anh trai. Nhỏ nó xin miếng cũng cho nữa thì ghét gì đâu. Trời ơi bà có nội người ta bé mà xin quỳ bà. Rồi vậy cái này làm gì chẳng vậy? Chết mẹ không? Má này không nhắc luôn nữa. Không sao tự nhiên bữa nay cái tự nhiên cái đeo kiến giùm nội. Kiến hả? Ờ để coi cho coi nè. Gì vậy? Liễu ơi, mắt em nó hố rồi. Nó hố rồi, nó đỏ rồi. Ông nội ơi, ông né ra giùm cái ông nội ơi. Trời ơi, trời, cái đó nó lây dữ lắm ông nội. Cái gì vậy trời? Đã đợi đau mà còn đi tới luôn. Ừ. Thấy ghê ông thiệt luôn á. Cái bệnh nó bây giờ lây dữ dằn quá mấy má ơi. Nè ra bà ơi. Trời ơi tính ra là mấy cô mấy chị chính trị kêu em mở cái kiến ra luôn á chứ em đâu có mở ra đâu. Đi mà nói hoài đi, nó lây qua đường cái ống hơi mà mình không trang nó má, mình không trang lại. Nó lây cái ê tôi nghe nói cái này nó lây đi qua cái đường mà hơi mình ra đó má. Đi đây. Bà mày có uống thuốc thang gì chưa vậy? Chưa. Tôi đi về. Bà hỏi hoài đi, đứng cái gió tôi kìa. Đi đây. Trời ơi, đừng có đụng tao. Ê. Kinh vô chị đi. Gì vậy? Nãy nó đụng vô ly đi rồi. À, cứ bà có. Cái này là người ta lây qua đường hơi thở, hô hấp má ơi. Nó bay theo đường gió chứ đụng cái đường bình thường thôi. Sao? Đi, đem vô đi. Bà trả tiền chưa? Để chị uống cho. Không, cái này là của em á. Ồ, của em hả? Ừ. Ôi, thôi mà thôi nó nghe thời tiết mấy má xa xa ra giùm đi đừng có nói gần má công rồi. Bà nội ơi ngồi xa tôi ra bà nội. Má công ngồi gần má thật mà cái này nó lây lắm má ơi. Người ta nói là phòng bệnh hơn chữa bệnh bà nội ơi. Giờ mỗi người cách nhau 2 mét đi. Người cách nhau 2 mét cái này xê gì ghê lắm. Sao mà dính chùm nhau hoài vậy? Ê hôm ngày tôi coi trên tivi với bà mấy cái trời dạo này trời mưa gió hay sao nó thay đổi thời tiết hay sao mà nó bị này thường xuyên lắm mấy má ơi. Mắt đỏ nhiều lắm. Đây dữ lắm. Ê mà có cách gì chị không? Má mình khẩu trang cho coi trời. Má, mình khẩu trang cho đó. Gì hả? Ê mà nó nghe là có cách gì chị được không? Chứ không đây là bệnh đó, giờ bệnh đó giờ có thuốc nhỏ được không? Có thuốc. Bây giờ có thuốc nhỏ được không? Nhỏ được hả? Ê nó này nguyên sớm luôn nghe. Đây đó, đây hết trơn luôn đó. Ôi trời má. Trong gia đình có là nó đây hết gia đình luôn á. Trời ơi, thấy ghê vậy. Ê mà thôi cái chuyện đó bỏ qua hàng bên đi. Mình khẩu trang là an toàn là được rồi. Ê mà nói nghe nè. Cái chuyện nãy cái vụ của nó sao đang nói chuyện ngang quên má. Đang ngứa miệng. Thì em nội bảy gom dẹm đi cho gái trơn rồi. Dữ gì sao? Cái ghê vậy? Bà trời ơi, đã bỏ cả cái một luôn mấy bà. Bỏ cái một luôn hả? Cái một luôn tội nghiệp có thằng. Ê thằng con không cần thằng tính sao ta? Theo mẹ hay theo cha? Thằng tính trời ơi, tôi nghĩ chắc hẳn nó sống một mình quá tại vì nó tính tự lập đó mà. Ê má nào ngồi gần ở gần nhà ta kể chút xíu coi. Ừ. Trời ơi, nó khổ cùng chết luôn á. Ê mà ở gần nhà nó bà biết là nó theo cha hay mẹ không? Giờ nó không theo ai hết trơn á. Giờ nó khổ lắm. Ủa gì hả? Giờ nó đi theo gái luôn. Ủa? Trời đất ơi. Trời đất ơi. Thì ra là không đi theo ai, không theo cha, không theo mẹ. Ê
quen chị làm đó, nó có lối đi đi. À, nó quen con Lily đó, Vĩnh Lâm đó trời. Vậy hả? Ừ, nhà cái nhà con vợ mấy cầm sành đó. Trời ơi, trời dữ hả trời. Không, tôi nghe nói nó nói nhà nhà nó bán cam sành thôi. Dạ. Mà không biết có phải bán cam sành không? Ừ. Để nghe được mấy tên mới mày bỏ mối cam sành đó mày kêu tính đi. Bỏ mối chị đi bán được nè. Để hỏi nó thử thôi. Ừ. Rẻ thì lấy. Ừ. Thôi mà đi về đi má. Về đi rẻ đi lắm con ơi. Hả? Sao rẻ? Rẻ gì má ơi. Có gì đâu rẻ. Mà thôi đi về đi má. Ở ngoài đi về trước đi, tao mới ra chứ. Trời ơi, mày nhắc gì. Thôi, 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 ăn rồi hết rồi. Ê ông, dạ. Dạo này mấy cái tình trạng mắt đỏ ghê lắm ông nội ơi, cho nó an toàn bịch kiến người gọi gì, cho nó an toàn đi. Cả số mình mấy người bị lây kìa, mấy người bị gì kìa. Ghê vậy hả? Ừ, mà con mắt nó đỏ gì này, heo mà nó sốn như lắm. Trời nghe nói là phải nhỏ thuốc vào mắt rồi kia đồ. Là nó lây, không biết nó lây đường gì mà thiệt sự nó, mà sao nó dễ bị, đấy lắm nội, nhìn vô cái cũng bị nữa. Ê, sáng giờ bà có tiếp xúc với mấy người đó? Em coi thế, mở mắt ra coi. Biết cái bao nhiêu lại coi. Ê, cái mắt ông cũng ngộ lắm nè, cái chồng màu đen, có cái chồng màu trắng mà khí ngửa màu đen. Ngộ lắm mà. Là bị mắt đen rồi. Ê, mà mắt đen là mắt gì bà nội, mắt không đen gì không lẽ mắt trắng. À, tôi quên hả? Mắt đỏ có liên quan mắt đỏ không? Không đúng không? Mắt bà cũng y chang mắt tôi luôn, có chồng trắng chồng đen kìa. Chàng nó bị mù ông nội. Thôi. Mấy con đừng có mốt mốt mà đi học về là cứ là làm nhỏ mắt nè nha, rửa tay rửa chân nè sạch sẽ, hiểu không? Dạ. Rồi xúc nước muối đàng hoàng, rửa tay rửa chân, đi về nhà là ăn uống là phải rửa tay rửa chân đàng hoàng, không được ở dơ. Bớt đi chơi nhậu. Bà làm gì vậy? Đây tôi khỏi tiếp xúc với ai là khỏi bị sợ gì hết trơn á. Ông lấy tôi cuộn dây coi. Tôi làm gì bà che màn làm gì dữ vậy? Mà thôi cái này xấu quá. Mẹ, mày làm gì vậy? Cái gì? Ở yên trong nhà đi. Nè. Bên kia đi tôi quán qua nha. Đừng cho ai vô nhà mình đi. Bên kia kìa. Là căn này không cho ai vô hả? Ừ. Ê, bà cắn cái kiểu gì vậy? Cái gì? Cắn kiểu gì nó không ngay thẳng như vậy? Thôi vậy được rồi. Ê bà cắn mấy đường này rồi ta chui vô mấy lỗ này sao? Không sao đâu, vậy ta biết né này mình ra được rồi. Rồi mấy con đi ăn cơm nè. Ủa bà cũng đây nữa hả? Trời đất ơi làm gì vậy? Ai? Gì? Mẹ kiếm được điều không vậy trời? Điều gì? Thôi lên nhân dây là biết người ta không vô nhà ai? Dạ. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ghê quá. Mày bữa nay bị sao vậy? Tại vụ gì vậy? Đi ra. Ê. Hả vụ gì vậy? Không cái vụ gì. Thôi. Dạ. Mày vụ gì mày làm gì mày cách ly vậy? À, cách ly má. Mày làm gì văng dây nhợ rồi. Nói chung là gia đình tôi không có chơi với ai chứ á. Vậy đi. Mày vụ gì? Nói chung là tôi không muốn tiếp xúc, hiểu không? À, đâu rồi. Gia đình nó chơi mình, gia đình tôi không có chơi với ai chứ á. Đâu rồi, liệu đâu rồi? Mẹ. Dạ. Đâu rồi? Đi ra đi má. Ê, đừng có nhìn tôi. Cái gì đó cứ nhìn tôi. Mà mày làm cái gì vậy? Tôi kêu là có nhìn tôi. Rồi hả? Nói chuyện không gặp mày. Rồi sao vụ gì? Rồi xây đây. Rồi vụ gì? Hả? Trời ơi, cả sớm này mấy người bị mắt đỏ bạn mới bạn biết hả? Bị mắt đỏ rồi mày làm gì vậy? Thì căng vậy đó rồi cho đừng có ai nhìn tôi. Mà ta có bị đâu. Ai biết được bà. Để nói nghe nè. Tôi bà giống nói chuyện với dông quá. Thôi quay ra trước. Quay trước nói chuyện đi. Rồi nè, nói nè. Rồi ra đi. Gì sao? Rồi bắt đầu cái chàng nhà kiếm nó làm gì không? Hả? Kiếm nữa gì? Đừng có nhìn tôi, quay qua trước đi. Là bây giờ mày làm vậy là sao mà mày cách ly ra vậy sao? Không, tôi nói không có chơi gia đình, không có chơi chúng ai chứ hả? Tới giờ nhiều chuyện rồi, tao ngủ. Bà nội ơi, cái bệnh này có gì đâu nguy hiểm, mà làm cái ghét đi vậy? Thôi, tôi muốn nhiều chuyện qua bà nói gì đi nghe, rồi điện thoại tôi nhiều chuyện online cũng được nha. Không, nhìn được gì chỗ khác đi. Trời ơi là trời. Anh nội này kêu nhìn cái khác rồi, bây giờ mày phải lấy dây đỏ. Đi chỗ khác đi, đừng nhìn tôi. Xuống ngủ đi mấy đứa. Nha.
Bởi vì ghét nó quá trời vậy trời. Bây giờ nếu mà sợ thì lấy con dây đỏ cột tay lại nè. Còn không nữa thì giờ lấy cái xả ta bỏ giống đũa đi. Rồi tự nhiên cái dăng dây dây nhỏ lòng thòng lệnh thởm gì nè. Mệt ghê đó. Thôi thấy ghê đó má ơi, đi ra cho khác. Má ơi kệ nó đi má ơi. Tao tưởng đâu nhà mày đâu có nhịn nhện. Má ơi nó muốn làm gì nó làm đi kệ. Ôi. Ôi an toàn là trên hết mấy má. Hai bả về chưa? Về rồi. Ôi đóng cửa luôn đi. Ông ơi mắt tôi sốn quá trời ông ơi. Gì? Mắt bà bị sốn mà. Ờ mắt sốn quá trời rồi. Rồi có sao không? Nè. Ê, bà đừng có nhìn tôi nữa. Ôi ông cũng bị ông nói tôi. Nói nghe nè mấy đứa. Ở nhà nha mẹ đi mua thuốc cho mắt nha. Dạ. Chứ mắt đau quá trời rồi. Đi ra đường cẩn thận nha, coi chừng lây cho người ta nha, đi ra né người ta. Lây gì mà lây? Ba bệnh này bình thường có đầu lây, bữa nó hết giờ lây cái gì? Cái bình thường của bà đó mà giờ cả gia đình bị vậy đó. Đây mua nhớ mua cho tôi nha. Rồi. Trời. Trời vui quá ha, bỏ đám nó vui là cố luôn. Trong nhà đó mà sao chịu được hay ha. Ê, kìa, mới nhắc tiền nhắc bạc cũng được tới đây kìa. Tới nè. Nhớ chị em đâu phải không? Làm gì vậy? Làm gì yếu xịu quá vậy? Nhớ gì đâu, em đang đi chợ. Chợ hả? Ừ. Làm gì bữa nay đeo mắt kiến nữa rồi? Mua thuốc nhỏ mắt. Trời đất ơi, gì vậy trời? Gì vậy? Mày đừng nói tao là bị đau mắt đỏ nha. Ừ. Lây gì đâu, trời, cái này bình thường, có đầu lây bữa hay bữa nó hết giờ. Ê, chị gì nói cho nghe chứ. Không có chuyện gì đi. Không có chuyện gì đâu. Ừ. Nhỏ thuốc nha. Uống thuốc đầy đủ nha cho mau hết. Ủa em nhớ em kỹ lắm mà trời. Thuốc này là không được nha. Không được nha. Nha. Uống kỹ cho dữ lắm vô cũng được. Còn mày bị rồi sao? Mấy đứa con mày sao? Bị chân nguyên gia đình luôn. Trời đất ơi, cho vừa lòng hả? Dạ tao hết sức. Mẹ nó ngủ ghê trời. Cũng mày không á. Trời ơi, mấy má ơi hả? Chui hôm hết trong nhà rồi bắt đầu hả? Nghiêm phong nhà lại rồi này kia các kiểu bây giờ hả? Nguyên nhà bị trơn. Tính ra hả? Nguyên cái xóm này không ai bị khỏi nó nghe má ơi. Né con gà má ơi, đừng nói nghe má ơi. Ê tính ra nguyên xóm mình đâu ai bị đâu má. Có anh vợ Nguyên vợ chồng hai vợ chồng nó mấy đứa con. Cho mấy đứa nhỏ nghỉ học đi nghe chứ để đi học rồi lây luôn tùm lum đó đó. Cái gì nữa? Hết nguyên trường luôn. Trời ơi. Ủa này gì lắm người ta? Lây. Phải chi á người ta sinh hoạt bình thường ha. Uống đầy đủ cho nó mau khỏi. Thôi về đi má. Về bữa nó hết hả? Ừ. Rồi mua gì mua lẹ đi về đi. Cái gì mẹ em nói. Thôi khỏi đi má khỏi đi. Khỏi đi nha đi ra nha. Trời ơi, bà nội ra dẻ, bữa ra dẻ. Bữa ra dẻ lắm trời má. Đấy. Kêu rủ đi chợ chơi, không chịu đi. Bây giờ ở nguyên nhà bị, thôi đi về má ơi. Về trước nha. Ủa, cái nơi còn nghỉ chưa? Ủa, để đi má.